chiếc xe bắt đầu sẽ thu từ nha bạn. Bắt đầu thu từ rồi bạn. Cũng nhờ trời mà chiếc xe đã lên được dốc nha bạn, nhưng mà chỉ là một đoạn dốc nhỏ thôi, thì sắp tới hành trình vẫn còn một con dốc khá dài nữa bạn. Bây giờ bác Tài sẽ xuống xe và thu dây tờ lại đây. Sắp tới chiếc xe lên trên này chắc chắn là sẽ phải tờ một lần nữa các bạn ơi, vì đoạn dốc này khá cao và ngày hôm qua chiếc xe chạy lên cũng phải tời chỗ này rồi. Đây là gần cảnh bộ tời nha bạn. Bây giờ chiếc xe đang quay để thu tời vào này. Chiếc xe đã vượt qua được đoạn dốc này rồi bạn, thật tuyệt vời. Chiếc xe đã vượt dốc thành công.